Ladies and gentlemen, boys and girls, nhà lớn thế giới. For safety, please remain seated throughout the journey with your arms and legs and hands inside the cabinet. Please do not smoke, đó, eat sao giờ drink inside the cabinet, or throw any item from the cabinet during your journey. Không, I hope you will have a great day and smoke. Ai mà quên không? Ờ, đậm kim quang kìa. Đó là ba. Ừ. Lại có nhìn. Bên kia có chùa. À. Hai bác. À. À, đúng. Nóc, vợ tôi, nóc nhà của tôi. Khó quá, giờ khó. Khó thì giờ nhỏ rồi mà. Tham quan di tích lịch sử văn hóa xanh thắng du lịch nổi tiếng núi Tà Đen nằm cách thành phố Tây Ninh 11 km, và núi Tà Đen cao 986 m, sừng sững giữa mây trời, từ lâu đã trở thành biểu tượng của miền đất và con người Tây Ninh. Tuyến cáp treo hiện đại của hệ thống San Hô và Đen Hoa Trần với 113 núi và 78 chùa hang, chùa mấy cái bùa kìa, nó trong trong cáp treo cái nào cũng có bùa chứ. Có treo cái nào cũng có bùa chứ. Hay lắm. Trên chuyến hành trình kéo dài 5 phút đến với ca chùa Hang của khu tâm linh chùa Bà. Đẹp quá, hàng mê.